Lợi dụng lỗ hổng trên các đơn vị liên kết thông tin thẻ tín dụng, mà điển hình là Facebook Ads, đặc biệt là vào các ngày nghỉ và vào nửa đêm khi chủ thẻ không thể kiểm soát biến động số dư, đã xuất hiện những vụ việc mất hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng qua thẻ tín dụng Visa. Đây cũng là nỗi lo thường trực với chị Linh, khi trung bình cứ 2 ngày chị lại lấy thẻ tín dụng ra dùng. Thậm chí chị Linh không dám mang thẻ đi du lịch nước ngoài, dù có thể hưởng nhiều ưu đãi chi tiêu và chênh lệch tỷ giá. Bây giờ trên mạng ấy, nó cũng có nhiều các cái trường hợp là lộ lọt thông tin. Nhiều khi là em còn phải dán cái giấy băng dính ở đằng sau ấy để che đi cái số tên thẻ. Đó cũng là lý do mà anh Hoàng lựa chọn một dòng thẻ tín dụng mới, không tên, không số, không sợ lộ thông tin cá nhân. Nếu mà người khác có nhặt được thì người ta cũng không thể sử dụng được cái hạn mức tín dụng ở trong cái thẻ của mình. Đấy, thứ hai thì là cái thẻ này thì bây giờ các bạn ấy đang thiết kế rất là tốt cái cá tính của người sử dụng. Ví dụ như em là một người khá là chủ động trong công việc cuộc sống, cho nên em rất là thích có số 3 bích. Loại thẻ mà không có tên, không có số như thế này nó cũng là một cái phát triển tất yếu được áp dụng ở rất nhiều nước châu Âu vào cuối năm 2020. Đặc biệt là ở Anh thì người ta cho thấy là có tới 36% người dùng là đã từng nhận được một cái thẻ là không có số và không có tên. Chưa kể với loại thẻ này, người dùng có thể linh hoạt điều chỉnh hạn mức ngay trên ứng dụng điện thoại, góp phần nâng cao yếu tố bảo mật hoặc kiểm soát chi tiêu. Gen Z luôn hào hứng với các dịch vụ, trải nghiệm cá nhân độc đáo. Vì thế việc cần làm là tạo ra các tính năng mới, các ưu đãi mới thú vị và họ sẽ tự thiết kế ra được những trải nghiệm hấp dẫn của riêng mình. Đó là cách để có thêm khách hàng và giữ chân họ. Vừa nâng cao trải nghiệm người dùng nhưng vừa bảo mật, ngày càng là xu hướng tất yếu. Bởi trên phạm vi toàn cầu, riêng trong năm ngoái, số lượng các vụ gian lận lộ lọt thông tin trên thẻ ngân hàng đã tăng tới 18%.